Phát biểu tại hội nghị trực tuyến mở rộng về đánh giá kết quả 2 tuần thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 chiều 6 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cho biết từ nay đến ngày 15 tháng 9, thành phố cơ bản thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch như đã tiến hành từ ngày 23 tháng 8 đến nay. Trước đó, trong 2 tuần từ ngày 23 tháng 8 đến hết 6 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giãn cách xã hội, nâng cao các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân được yêu cầu ai ở đâu, ở yên đó, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá đến giờ này, thành phố đã đạt một số kết quả trong công tác phòng chống dịch. Về cơ bản, thành phố đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2, tập trung tách nguồn lây nhiễm mạnh và bước sang giai đoạn 3, duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng. Công tác điều trị, đặc biệt là phân loại điều trị F0 đã đạt kết quả bước đầu, góp phần làm thay đổi phương thức điều trị bệnh nhân COVID-19. Bí thư Thành ủy cũng đã nêu ra 5 thực tế mà cơ quan tư vấn đã đặt ra trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là không thể sống chung với các đợt dịch bùng phát, lây nhiễm sâu rộng, không thể đạt được zero số 0 với COVID-19. Trong năm 2021, vaccine vẫn tiếp tục khan hiếm, không thể phong tỏa nghiêm ngặt và trên diện rộng lâu dài. Dịch bệnh ở khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vẫn còn nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nhất là các pháo đài, phường, xã, thị trấn, cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc quan điểm phương châm chỉ đạo, chống dịch như chống giặc. Phường, xã là pháo đài, người dân là chiến sĩ, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thực thể hiện. Từ đó, tăng cường tuyên truyền vận động để người dân thấy việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người là để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.